Đứng lên. Mưa to quá mọi người ơi. Ai à. Ui 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 ui. Cá cha. Cũng được. Ai ốt đi mà. Mày sao những mẻ vẫn ngon. A few moments later. Đứng lên. Mưa to quá mọi người ơi. Ai à. Được chưa, được chưa? Cái trường tích. Rồi. Nhấc lên, nhấc lên. Ôi, lấy cái kìm đi, kẹp cái vây nó em. À, đau tay quá. Đau tay, đau tay. Ai chưa tục con nhỏ. Em cắp cái vây. Đừng có cầm vậy, nguy hiểm lắm em ơi. Đừng, nó bật ra mắt. Từ từ. Nó còn to, nó còn trâu lắm. Ai dồ, mệt quá. Mạnh lắm. Mạnh quá. Ai dồ. Rồi. Khỏe lắm em ơi. Dừng. Tới rồi. Tới rồi. Đừng chửi vậy. Ui. Cái gì? Lạc dữ. Thấp cần xuống, để căng rồi, kéo đi. Để nó chạy nha. To lắm anh cậu ơi. Con này vừa. Ui. Con gì vậy? Cá tiếp. Cái gì đó. Em mỏi tay quá anh cò ơi. Ui cục to lắm. Ui à. Ui. Mỏi tay quá các bạn ơi. Oh my god. Wow. Thế nhanh anh cò ơi. Chị ông nội ơi. Nhanh. Mỏi quá. Nhanh. Không được. Ui à. Nhanh kìa. Thôi. Móc. Anh em mình đã liếm được 2 con cá siêu to khổng lồ. Con được cá gì ta? Cha. Cái con. Không biết. Ui. Phải lắm.
Tao thay quá, cô ơi, giúp anh với. Vứt con bé luôn. Hả? À, vứt con bé cứ để. Vứt đi, vứt cho con bé đi. Cắn cắp vào mồm. Đúng rồi, nhấc lên. Nhấc lên đây, bờ rồi, thả ra. Trời ơi. Bạn nha, anh em mình câu thế quá đủ rồi. Rồi anh em mình đi về đây, bye bye. Cho các bạn xem cá. Thành quả của anh em mình gầm mưa dễ lắm. Còn... em để vậy xước hết máy. Để vậy xước hết máy dựng lên cho. Rồi ok. Cắp hàm dưới đi. Rồi được rồi. Thừa nắp. Không trơn. So với cái chân đi. Đó, to hai em luôn. Này là gì mon ngon đây ta? Hả? Cầm cái đuôi nó, xách cái đuôi lên. Đó, cầm cái đuôi ở chỗ kia kia. Đó đúng rồi. Coi chừng nó chích mọi người nha. Gì đấy ông nội, nghe lừa thế. Ok. Thôi mình tạm dừng clip ở đây nha mọi người. Mình đi về đã.